này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không, thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có thương. Trò chơi mèo ba chân mà thôi. Công phu toàn chân giáo tuy không cao nhưng không phải là trò chơi của mèo ba chân đâu. Sư phụ người sắp tới đây người biết không? Hả? Sư phụ của tôi đang ở đây. Đạo trưởng muốn gặp ông ấy không? Cái gì? Sư phụ người đang ở đây? Hãy mau mời ông ra đi. Người đâu? Mau mời sư phụ của ta tới. Dạ. Mạc tướng Thầm Tổ Đức bái kiến tiểu dương gia. Tiểu dương gia. Tiểu dương gia. Đứng dậy đi sư phụ à. Vì đạo trưởng này muốn gặp lão nhân gia ông đó. Hoàng Nhan Khang, người dám đùa giỡn với ta như vậy? Hả? Đạo sĩ, người muốn gặp ta có chuyện gì? Xưa nay ta không thích gặp tân đạo Nico đâu. Hôm nay ta tới là để quá duyên cho đại nhân, quá 1000 ngân lượng. Tầm bậy. Người điên rồi hả? Người là thuộc nhóm đạo quan nào? Sao lại đi hạch hỏi tiền như vậy? Tướng quân của người là người nước nào? Dựa vào cái gì để tới đây làm quan? Không cho thì thôi, cần gì phải động thủ? Giỏi chiêu đạo, biết kiểu pháp. Tướng quân, đừng có nóng giận, hãy ngồi xuống uống rượu đi. Hảo công phu, hảo công phu. Hả? Sư phụ, không cần cái sáo gì đâu, hãy mau xuống cho mình ngân lượng đi. Chỉ có ngân lượng thôi mà, chuyện nhỏ thôi. Dạ. Đi. Các vị đều là người có danh vọng ở trong võ lâm, ta mong mọi người nói một câu công đạo. Việc của cha con họ Mục phải làm sao đây? Đạo trưởng, nè, giảng bối kính đạo trưởng một ly. Việc của cha con họ Mục, đạo trưởng nói thế nào thì làm thế đó. Vậy được, chúng ta hãy mời cha con họ Mục tới đây rồi nói chuyện ở chỗ này. Hả? Đúng vậy. Nhưng đáng tiếc, không biết ai đã đón cha con của họ đi rồi. Nhưng mà đạo trưởng yên tâm, ta đã phái người khắp nơi đi thăm hỏi. Thăm hỏi tới mấy năm cũng phải hỏi cho ra. Hoàng Nhan Khang, bất luận ngươi làm ra quyền hư gì, sau này cũng có ngày phơi ra ánh sáng. Cũng không biết cha con của họ đã làm ra quyền hư gì. Tỉnh gì, chúng ta đi. Khoan đã, còn có một việc này muốn thỉnh giáo với đạo trưởng. Không dám, xa lão tiền bối xin nói. Hoàng Hà Nam gia toàn chân giáo, xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Đạo trưởng sao lại toàn lực chống lưng cho giang nam thất quái để đối đầu với huynh đệ chúng tôi? Toàn chân giáo tuy là người đông thế mạnh, nhưng huynh đệ tôi cũng không có sợ đâu. Xa lão tiền bối, ông đã hiểu lầm. Bần đạo tuy biết được danh hiệu của giang nam thất quái, nhưng mà dưới 7 người của họ không quen biết ai cả. Một vị sư huynh của ta còn có một chút hiểu lầm nho nhỏ với giang nam thất quái. Nói tới việc giang nam thất quái làm khó dễ Hoàng Hà Bang, đó là chuyện tuyệt đối không có. Vậy được, giao cái tên tiểu tử thúi đó cho ta mau. Tuyệt không thể nào. Người nhất định che chở cho nó hả? Đứa nhỏ này là do bằng đạo đưa vào Dương phủ, dĩ nhiên phải đưa nó ra ngoài cho tốt lành. Nếu như xa lão tiền bối không tha cho hắn, sau này hãy tìm hắn cho hả giận, người thấy thế nào? Nếu như hôm nay xa lão tiền bối tổn thương tự hắn, e rằng sau này trên giang hồ danh tiếng của xa lão tiền bối không được tốt lắm đâu.
Vị Quách huynh này sao lại đắc tội với Sa lão tiền bối? Hay là nói ra đi, mọi người nói lý lẽ hả? Các vị, ta có 4 tên đệ tử không thành tài đi theo Triệu Dương gia tới Mông Cổ để làm một việc lớn, trước mắt đã thấy đại công cáo thành, nhưng lại bị cái tên tiểu tử họ Quách này nhảy ra làm hỏng việc. Hả? Triệu Dương gia thật kích nổ không cùng. Các vị thử nghĩ xem hả? Chúng tôi, cả các con thỏ nhỏ này cũng không làm gì được. Nói đi, Triệu Dương gia của chúng tôi tới để uống rượu ăn cơm được hay sao? Thực là cái chuyện này, tại sao ta lại không biết? Các vị danh tiếng lẫy lừng, bần đạo xưa nay rất là ngưỡng mộ. Hôm nay có duyên gặp được các vị cao hiền, thật ra ta rất vui mừng. Bần đạo vô quán vô thù với các vị, phi thân phi cố dưới vị thiếu niên này. Nhưng nhìn thấy hắn có tấm lòng hiệp nghĩa, là một thiếu niên có cốt khí, cho nên xin các vị coi như nể mặt của bần đạo, bỏ qua cho vị thiếu niên này. Để ta bắt được cái tên tiểu tử này sẽ giao cho Dương gia xử trí. Hay lắm. Được. Nếu các vị có thể khoan dung thì bằng đạo có thể tha cho Tiểu Dương gia. Một Tiểu Dương gia cành vàng lá ngọc đủ với bá tánh tầm thường. Các vị tuyệt đối không có thiệt thòi đâu. Thế nào? Dương đạo trưởng sảng khoái như vậy, chúng tôi làm sao dám làm khó đạo trưởng chứ. Tiểu Dương gia, mau đuổi theo. Ở đây cáo từ, sau này gặp lại. Đạo trưởng có rảnh xin mời tới đây thường hương để cho giảng bối được nghe dạy bảo. Chuyện chúng ta còn chưa xong, sẽ có cơ hội được gặp mặt. Đi. Đại sư, người nổi danh trong giang hồ, sao nói chuyện không có giữ lời? Ta không phải muốn giữ hắn, người ta muốn giữ chính là ngươi. Đạo trưởng, họ có thể... Đạo trưởng, ông đã bị thương, hả? Đến nhi, mau, mau, đi một quán trọ kinh đạo, mau. Được, đi. Kỳ diệu. Tham tiên trị thương đàn quả thực là thánh thủ. Dạ, hãy để xuống dưới đi. Dương sứ nhất đó đã trúng độc xà chưởng của Linh Trí thượng nhân, độc khí xâm nhập kinh mạch, xem ra hắn cũng sống không lâu đâu. Hả? Thật sao? Ai à, ta còn sợ hắn nhiều chuyện đi bắt cha con nhà họ Mục tới đi. Người nói gì vậy? Hả? Ta muốn nói là có thể nào lên lời một chút. Đúng vậy đó. Nè, hay là chúng ta tìm tới trước cửa giết chết hắn đi, vậy không phải dạng sự đại cát hay sao? Sư huynh nói phải, giết cái thằng đó vậy là chúng ta hết chuyện. Ê, không có thỏa đáng đâu, vậy không phải khiến Tiểu Dương gia gánh tội thí thúc hay sao? Sau này làm sao đứng vững ở trong giang hồ? Theo như ta thấy,
Chí nguyện của Tiểu Dương gia không ở trong võ lâm. Âu Dương công tử thật hiểu lầm ta rồi. Thực ra xưa nay ta rất là lười. Với những kẻ tạp mà lão đạo ta không muốn nói, càng không muốn nghe họ thuyết giáo. Nhưng mà ở chung với mấy người ta thiệt là vui lắm. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, duy thứ nhất cũng là sự thúc của ta. Khi nãy không giữ ông ấy lại, bây giờ là đuổi tới cửa đi giết ông ta, vậy là không thỏa. Nhưng nếu không giết hắn lại càng không thỏa, vậy phải làm sao đi? À, Tiểu Dương gia, việc này đơn giản lắm. Dụng một mưu kế thì có thể không cần chảy máu. Về chuyện tử địa của Dương Sứ Nhất, cho dù đi tới chỗ của Diêm Dương, lão già cũng không có gì để nói. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Ta đã không biết phải ăn nói thế nào với sư phụ của ta đi. Đạo trưởng, có lẽ ông đã bị trúng độc. Định Nhi, đoạt xa trưởng của tên Tây Tạng hôm nay rất lợi hại. Ừ. Xem một chút tính mạng không giữ được. Tĩnh Nhi, mau đi, hãy mau đổ nước cho ta. Ờ, ông hãy đợi chút. Sư phụ, sư phụ, người mà sư phụ muốn cô đã đưa tới đây rồi, là hai tên tứ tội. Sư phụ hãy tùy ý dùng đi. Sư phụ, tôi đi trước nha, ngày mai sẽ lại thăm sư phụ. Lùi xuống, lùi xuống. Đi, đi. Tiểu Dương gia, hả? Làm xong rồi. Tốt lắm. Mời. Khánh quan, khánh quan. Dạ, xin mời vào bên này đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chủ quầy, tôi muốn mua bốn vị thuốc này. À, ông khách quan à, ông lại không đúng lốt. Bốn loại thuốc này tiểu tiệm của chúng tôi vừa mới hết hàng. Một tiệm thuốc lớn như của các người sao lại không có hàng? Thiệt là không đúng lốt. Những loại thuốc này lẽ ra tồn kho rất nhiều, khi nãy vừa lúc bị người ta mua hết rồi, không còn lại chút nào cả. Ờ, chữ quầy, tôi muốn mua mấy loại thuốc này, ông qua thử xem. Ờ, thật là không may, vừa mới bị người ta mua hết rồi. Hả? Lại bị người ta mua đi rồi. Hãy chạy hiệu lệnh của ta. Hôm nay chúng ta, Đao Thần Tiên Phủ, sẽ cùng chiếu cố trên người tiểu tử này, sẽ cùng nhau phân thây hắn ở giữa chợ. Lần này nó bị lỡ tay thì Hoàng Hà Tứ Quân của chúng ta sẽ không làm người nữa. Đi. Ôi,
Đạo trưởng, bốn vị thuốc này các tiệm thuốc đều đã bán hết, nói là vừa bị người ta mua đi. Thật là kỳ lạ. Việc này ta đã sớm đoán được. Người ở Dương phủ biết được ta đã trúng độc, nhất định phải dùng loại thuốc này, cho nên họ đã phái người đi mua thuốc đem về hết. Hả? Hoàng Nhân Khang hắc độc như vậy. Đạo trưởng, chúng ta không có cái gì khác hay sao? Dù chắc độc cũng chưa tàn, ta hành động bất tiện. Võ công ngươi lại không cao, sao đấu lại được người của Triệu Dương phủ? Nhưng mà tôi không sợ bọn họ. Nếu trong vòng 12 canh giờ chất độc không lấy ra hết, e rằng sẽ không may. Tĩnh Nhi, ngươi hãy mau rời khỏi, tránh cho họ sẽ làm hại tới người. Đời này của ta gặp được bạn nhỏ như người, ta rất vui lòng. Ngươi đi mau đi, tao phải dặn công trị thương. Đi mau đi Quách Tĩnh. Tôi... Đạo trưởng, tôi vẫn muốn ở lại đây với ông. Có chuyện gì? Khách quan, đây là thư của ông. Ta ở bờ hồ bên ngoại thành, cách đây 40 dặm đợi người, có chuyện gấp, mau tới. Tại sao cô ấy lại biết ta ở đây? Phong thư này dài đưa tới. Là mọi người bên chợ đưa tới. Cái này cho người nè. Cảm ơn. Đạo trưởng, đệ tử có một người bạn rất là thông minh lanh lợi, vậy đệ tử đi mua thuốc, trong vòng 12 canh giờ đệ tử nhất định sẽ mang thuốc trở về. Đạo trưởng bảo trọng. Các vị đường xa tới đây, Tiểu Dương lấy làm hân hạnh. Lần này có thể mời các vị đại giáo quan, quả thực là phúc của Đại Kim Quốc. Lương lão tiên sinh là nhất phái tông sư ở hoàng ngoại, Linh Trí Thượng Nhân là cao tăng đắc đạo của Tây Tạng, Bành Trà Chủ quy chấn Trung Nguyên, Sa Long Dương độc bá hoàng hà, Âu Dương công tử thì được võ công chân truyền của Lệnh Thúc rồi. Trong năm vị chỉ có một vị chịu lấy đao tương trợ, vậy đại sự của Đại Kim Quốc ta chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ năm vị cùng nhau xuất mã. Quả thật là sư tử bắt thỏ dùng toàn lực. Này nè, ta mời mọi người một ly. Mời. Cạn ly. Cạn. Nè, Tiểu Dương gia giam cô nương đó ở đây, người đó là tại sao? Cần phải đoán hay sao? Một cô nương mỹ miều vậy, khúc cổ cũng chỉ bị ném mầm thôi. Còi tướng mỹ gái của người coi chừng Tiểu Dương gia đem quăng xuống giếng đó, để nuôi yêu tình. Đi đi, nếu cơm được tới trễ, Tiểu mỹ nhân bị đói, Tiểu Dương gia sẽ đau lòng lắm đó. Chúng ta vào trong coi thử, thật sự là mỹ nữ thế nào. Nè, chúng ta đi lấy thuốc trước đi, tôi thật là lo lắng lắm. Không được, ta đi coi mỹ nữ trước. Hey, mỹ nữ có gì đâu mà coi chứ. Cút đi! Đừng có giỡn ngọt ta nữa! Cút đi! Cha! Cút!
Cha Hỷ Quang nóng giận, có phải có hiểu lầm gì không? Tham kiến Dương gia. Ai dám chọc giận một lão anh hùng, coi ta có đánh gãy chân bọn chúng hay không? Đi đi. Dạ. Một lão anh hùng có đợi chút nào không? Chiếu cố không chịu đáo xin bỏ qua. Chiếu cố thiệt là chịu đáo, còn chúng tôi như là phạm nhân giữ trong này, còn gì là bảo ai không đi? Thành thật xin lỗi, tôi lỡ tay đã làm cho ông bị thương. Nếu như bình thường đi xin lão anh hùng, giới tánh của ông nhất định sẽ không chịu. Chỉ đành mời ông tới như vậy, xin tánh thuộc điều thuốc trị thương cho ông. Bây giờ ông có đợi chút nào không? Người đừng có giả từ bi. Hoàng phủ các người ta đã gặp nhiều, ăn ngưỡng không giả xương. Người có thể gạt nêm từ, không gạt được ta đâu. Thả chúng tôi ra ngoài đi. Cha, cha hãy nghe hắn nói gì trước đi. Có lời tốt gì để mà nói? Lão anh hùng à, tôi biết ông vẫn còn giận tôi về cái chuyện ngày hôm đó, nhưng mà tôi và lệnh nãy quả thật là có duyên phận. Phẩm màu của lệnh nãy như vậy trên đời hiếm có. Tôi không phải là không có mắt, có chỗ nào tôi lại không thích chứ? Những lời nói của tôi đều là thật, tôi thật lòng yêu thương cổ. Hả? Dược sĩ nhất đó hôm nay đã nhúng tay vào. Các vị hãy nói thử, hắn đã vô tình gặp phải hay là đã có chuẩn bị mà tới đi? Bất luận hữu ý hay vô ý, đã bị một chưởng của Linh Trí thượng nhân, nhất định là chết không có gì nghi ngờ nữa. Khi mà huynh đệ ở Tây Thành cũng có nghe nói tên tuổi của Toàn Chân Thất Tử, tuyệt đối không phải là hư nhân đâu. Nếu không phải Linh Trí thượng nhân tặng cho hắn một đại thủ, thì hôm nay có lẽ chúng ta bị bại trong tay của hắn rồi. Âu Dương công tử, đừng có trét vàng lên mặt của lão nạp nữa. Đã đánh quê không có ai thắng cả. Thượng nhân chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe, cũng không phải là chuyện lớn gì. Người là con gái của hoàng gia, chúng ta cũng xứng, cũng không dám giới cao. Xin lão anh hùng đừng có nói vậy mà. Tôi chẳng qua chỉ là một viên tù thí tử. Nếu như để người ta biết được Dương gia tôi đã kết thân với một anh hùng hào kiệt trên giang hồ như vậy, việc này khẳng định là không được. Ngược lại sẽ làm không đẹp. Theo ý người phải làm thế nào? Tôi chỉ muốn mời hai vị ở lại vài ngày trong tỷ xá, đợi vết thương của lão anh hùng lành lại, hãy về quê chờ đợi. Sau đó hoặc là tôi sẽ đi nghinh cưới, hoặc là mời lão anh hùng đưa lệnh ái lên ngoài cùng. Hai bên có phải lưỡng toàn hay sao? Được. Người quý hại ta, chuyện này không nói tới. Vậy theo người nói, con gái của ta theo người, có phải là hết kiếp này lén lén lúc lúc không thể hoàn mình chính đại để làm phu thê không? Việc này tự nhiên tôi sẽ biết an bài. Khi đó mời mấy vị dân công đại thần đi đầy thần, nhất định sẽ quang minh lỗi lạc để cứu lệnh nãy mới được. Tôi là tiểu dân già, nhất định sẽ có cách. Xin ông hãy tin tưởng tôi đi. Kêu mẹ ngươi tới đây, chúng ta sẽ nói rõ chuyện này. Ta không tin ngươi. Tôi, mẹ tôi không thể lại gặp ông đâu. Bà ta không tới, ngươi dùng xảo quyệt không từ gì, ta cũng không tin. Không phải là mẹ tôi không tới, mẹ tôi là Dương Phi, không thấy tùy tiện gặp người đâu. Vậy thì cũng đi. Vậy lão anh hùng hãy nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Tiểu Dương gia. Dạ quan gia, chuẩn bị xong chưa? Theo lời ngài căn dặn, đã làm gãy chân thỏ rồi. Ai da, nè thỏ con à, lần này thiệt thòi cho ngươi rồi, nhẫn nại một chút nha. Đi. Đại thiền thái công thiên hội 3 năm, cũng chính là Triệu Quang ta tuyên hòa hứa trung tùng, đại kim binh ta không chịu giảng hòa, cho nên hai vị nguyên soái dẫn binh phát tống thôi. Đã bắt được Tống Trung Tôn, Tống Khanh Tôn, hai vị hoàng đế. Từ cổ tới nay, binh quy chưa hề được cường mạnh như vậy. Hay, hay lắm. Con tin này bắt thiệt hay. Đại Tống Quốc đã cho Kim Quốc bao nhiêu ngân lượng? Hey, sư đệ, người bớt lại hay không có được không? Lẽ ra phải vậy mà. Hey,
Lục Dương gia, thật sự các người có giết con tên này không vậy? Khi đó đại kim ta binh giỏi lương thực đầy đủ, lẽ ra có thể thống nhất thiên hạ. Không ngờ bây giờ đã gần 100 năm, Triệu Quang vẫn còn ở Hàng Châu làm hoàng đế của hắn. Mọi người có biết nguyên nhân bên trong là gì hay không? Đương nhiên ta biết. Cái hoàng đế đại tống có là Kim Ngân Tài Bảo. Cả người chỉ lo con tin là được rồi. Ngươi Dương gia, sư đệ của tôi là một người thô lỗ, xin Dương gia hãy tha tội. Chúng tôi là những người tập võ tu hành, lẽ ra chuyện ở ngoài đời làm gì biết được quân binh đại sự, dám xin Dương gia chỉ dạy. Mẹ, mẹ, ai lại chọc mẹ giận rồi? Còn không phải vì việc của con mà lo lắng. Sư phụ con trách mẹ quá nuông chiều con, con không tập võ cho tốt là mẹ đã dung túng con. Thật ra tập võ có gì là tốt? Hey, mẹ, mẹ có biết mấy hôm trước đạo sĩ gây rối loạn ở bên ngoài là ai không? Là ai? Ông là sư đệ của sư phụ con. Nói trắng ra coi như là sư thúc của con. Nhưng mà cũng có đạo trưởng này đạo trưởng kia để mà gọi ông ấy. Con không gọi ông là sư thúc. Đứa con này, dù sao mấy cũng là trưởng bối của con, tại sao con có thể bất kính? Ai kêu ông không tốt chứ? Ông vẫn còn tới trước cửa hỏi con cái việc tỷ võ chiêu thân như thế nào. Nói con phải làm sao đây? Mẹ cảm thấy cô gái đó cũng thật là xinh đẹp. Nếu như con đã tỉ võ thắng được thì phải nên lấy người ta. Tuy là cha con không đồng ý con lấy con gái dị tộc, nhưng mẹ có thể đi nói giùm cho con hả? Ê mẹ, mẹ có biết họ đang ở đâu không? Đang ở đâu? Con đã đem họ về trong phủ rồi, đang giấu họ dưới điều lao. Chính là con không muốn sư thúc của con tìm được họ. Khang Nhi, con đi hiếp đáp người ta lại còn giam người ta lại, như vậy con không phải là người xấu rồi sao? Đi thả người ta ra. Dạ, mẹ à, không phải đâu. Bây giờ con làm sao thành thân chứ? Con còn chưa làm ra đại sự gì mà. Hơn nữa phụ dương của con sẽ không dạy cho con lấy một người trong giới giang hồ mãi nghề đâu. Khang Nhi, tại sao con không thể là con cái của gia đình bần cùng chứ? Tuy mẹ là